Minh Phụng Music xin chào anh em thân mến. Nếu bạn đang tìm mua cho mình một cây piano điện tốt, giá cả dễ tiếp cận cùng với những chức năng hiện đại nhất trong phân khúc 15 triệu hay cây piano đầu tiên cho chính bạn thì đây là clip bạn không được bỏ lỡ. Cùng xem quy trình để một cây đàn mà công ty Minh Phụng đem đến khách hàng kỹ càng như thế nào nhé. Thời tiết hôm nay nắng chiều đẹp khô ráo, quá thích hợp để chúng mình quay clip gửi đến anh em toàn bộ quy trình đóng gói chỉnh chu từng cây đàn. Đầu tiên, hai bạn nhân viên đã lấy lô đầu 10 cây Cas 1 để đóng gói trong tổng số gần 50 cây đi đợt này. Đàn đã được xếp ngay hàng vào mỗi hàng 5 cây. Tiếp theo sẽ quấn ni lông thành nhiều lớp để tránh mưa, ẩm ướt thấm vào bên trong thùng và cũng giúp giảm chảy xước. Các cây đàn đã được quấn ni lông, nhìn đội ngũ là việc hăng say mà tâm trạng vui vẻ đúng không? Dù là việc mệt mỏi mà team vẫn thấy vui vì niềm hạnh phúc được khách hàng lựa chọn và tin tưởng là trách nhiệm hàng đầu mà Minh Phụng hướng tới. Xung quanh những thùng piano điện Cas 1 là những mẫu piano cơ đã được chúng mình tân trang, luôn đạt được độ hoàn hảo nhất để đem đến cho khách hàng. Đến bước quấn băng keo để cố định ni lông từng cây đàn rồi, tiếp đó đàn sẽ được xếp lại thành một hàng đều. Trời bất chợt đổ cơn mưa trắng xóa như chút nước xối xả, nghe rõ tiếng nước rào rào lộp độp trên mái tôn. Thật may vì các anh đã hoàn thành việc quấn hàng trước khi trời mưa. Thôi vì trời mưa cũng đã lớn nên tiện thể mình giới thiệu không gian kho hàng của công ty mình đến với mọi người nhé. Hiện tại mình đang đứng bên khu hàng SV800. Nhìn hàng SV800 này chất cao quá mọi người ơi. Nếu các bạn đang quan tâm về mẫu đàn này, có thể lên các video mà team đã làm. Mẫu đàn này có giá vô cùng dễ chịu, chỉ 17 triệu thôi. Quay lại với Cas 1, mẫu piano điện mà bạn đang tìm kiếm trong tầm giá 11 triệu này, đến từ nhà Kirkman sẽ mang đến cho bạn chức năng hiện đại. Đồng thời, yếu tố quan trọng nhất đến người chơi đàn chính là cảm nhận âm thanh và cảm giác chơi vô cùng hoàn hảo. Hãy trải nghiệm ngay nhé. Và nếu thấy tập kỳ này hấp dẫn, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe để đón chờ cái clip tập hợp của những mẫu đàn mới khác nhé. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ hotline của chúng mình 0919 768 606. Xin chào và hẹn gặp lại.